nó xây phía sau à. Nào. Nó xây phía sau bây giờ. Bị mới xây phía sau. Nên. Bắn hết. Ôi lửa. Cho có lửa nhanh vậy. Ôi thật, thằng nhìn kia là xe đi vô tận nhà rồi, kia. Đây hơi lũng tí mà kệ, để con bùm má ra là xong. Con bùm má ra hết lũng đi. Upgraded. Medium armor and rocket artillery is now available. Move out, pioneers. Ready for action. Kệ, lo lên kệ nha. Lo đi. Ơ cơ. Ô, a, cú chậm. Đậu mẹ. Hết rồi mày. Hai xe jeep mà đòi chơi anh chị hả mày? Lao. Thằng mày đến luôn rồi. Má, chó đẻ. Chết nó. Đúng rồi, thằng đây nữa. Mày làm gì thì làm. Nó. Thôn quá. Ở dưới mà nó đông quá. Ủa bên đây có xe này. Ủa làm chuyện. Tân ơi, Tân chơi game không gọi em à? Tân lại đánh lẻ rồi, Tân ơi. Đang chơi ấy mà. Lại chơi mốt à? Ờ, chơi mốt. Có sờ chim không? Có à. Còn sờ chim không? Có sờ chim nè. À, ok. Chơi game nào địch, đang xem máy đây. Đang xem livestream game mà. Anh để tôi xem trực game. Ủa đây nha. Có đẻ ở đây nha. Bom vào. Đúng rồi. Bỏ đi. Ngon. Một cái. Mày chết rồi. Ô oh, rồi má mất luôn mẹ. Mẹ our headquarters has been improved. We can now build light mechanized infantry. Qua cái nhà được ta, lỗi rồi hả? Bị lỗi rồi ta. Lỗi là sao?
có ra lính được. Và mẹ nó lỗi. Qua bên đây đó. Half-Track has arrived. Half-Track arrived. Good. He's total to the Hose. Yeah. Oh, con nào bạn này nha, muốn bắn nha hả bạn? Bắn nha hả bảo. Con nào vậy? Dựa đi. Half-Track ready. Driver get us there. Forward. Half-Track stopping. Right away. Standing by. What? The enemy has dealt us a blow. Hey. An officer is awaiting orders. Đi. Đã qua được cửa. Officer reporting. Có cái mô tả 1.20 nha. Tìm cái mô tả đi, tôi xử nha. Tôi lấy đố là đố cái mẹ này. Khỏe đến rồi kìa. À. Nghe có tăng chưa? Ra bài giờ rồi đi. The HQ has been improved again. Sẽ tụi nó thắng tí lát nữa mình. Time to unleash our heavy tanks. Gọi lại tụi nó xong. Grenadier squad is ready.
Commandant. Ôi, cơ mẹ thằng lồn vẫn là cái skin đi. Ui, cái chết. Ui, cái chết linh lính trong nhà. Kéo giờ thay đổi đi. Trời má, bấm chết độ luôn ta. Đâu. Nhưng mà bà cho bố rẻ ra đó. Ôi trời. Thằng lại sửa chưa? The enemy is inflicting losses upon us. Ủa con mẹ. Vẫn là cái skin đi. Ủa cái chết. Ừ, nó chết lấy trong nhà đi, các mẹ bựa thật. Kiểu đó hôm sau tụi nó mới giảm, bắt sau tụi nó sẽ nớp lại. Ơ đi mẹ à. Tành ngáo ai luôn. Đóng cua em ơi. Đi mẹ ơi. Đập bựa thật. Phan Phan đổ mát bazooka kìa. Mẹ đó, cháy.
còn dưới không? Tầng bên kia thiếu thiếu tăng không? Ai thì tăng nãy giờ nó. Đánh đấy. Biết à, bên kia Yeah, moving! Pioneers hunting! Don't mix itself!
Biến hết cày đi ở dậy. Má nó ở đây nó thủ kỹ quá, hết MG trụ với lại AT cái thứ bắn bắn napalm vô thì đéo hiểu sao điều sao mà hay vậy. Nó hụt AT của nó mà. Đéo ấn chúng AT đó mới ghê chứ. Ngáo mất độ 2 sao. Mẹ ngáo. A new grenadier squad is ready. That's a fear. Phải lột địt con mẹ. Dạ. Thể phải phải đó đã. Đéo thể địt mẹ. Phản ứng được luôn đấy. Vô chết địt là game. Quá đà đéo chịu được địt. Thể luôn. Quá đen, quá đen. Quá đen và lộn. Quá đáng địt mẹ. Mẹ, quả phong rất mạnh vãi. Con mẹ. Chết mẹ. Mày đập được cái chỗ này rồi. Mẹ mày. Chơi mà. Rồi bắn cái chỗ là xong được. Má anh tiếng quân vô được rồi. Mẹ. Got it impossible. Xả súng cuối cùng anh đã động má đù má chết con đĩ mày à. Our panzer forces have been reduced by one. What? Đi cơ mà tê mà tư mà làm. Rồi, chiến không? Rồi, ta tệ đây đã. Xong rồi, đi cặc vậy. Panzer Fear is ready for battle.
chết ngay, bịt con mẹ mày. Thấy cái mô tả bích của nó rồi nha. Được má mày. Hết với bố. We have a fresh half track at our disposal. Làm biết kìa. Ơi, đi đâu? Bên này đang cùng đánh nhau đây cạc quá. À. Đánh nhau bên cánh phải, bên xì cạc phải. Có cái mô tà, có cái xe mô tà á, cạch bắn cái nạp ban vào đó là nó chạy liền gì đâu, nó chết liền luôn. Tấm lâm à, đi đắt thế nhỉ. Hay công sự cái thứ chưa? Ông nhìn bên tôi này, đi mẹ thắc đét thì lên được luôn. Để dành một cái này là xe ở giữa, để dành một cái banner cân á, xe ở giữa. Tôi vẫn còn một cái mà thích. Ở đó xe ở đâu đưa tay cho. Để dành ở giữa ơi, xe ở giữa đây nè. Xe là nhìn ở giữa nè, nhìn được cái bao giữa. Được. Ừ. Đó xe cho. Đó địt mẹ này. AT của nó đi vào chết ngay mà. Vào cái có đít. Hai quả phô rớt ở chơi kinh vãi. Đó được man. Ông bị nớ vậy, quả phô rớt bây giờ bắn vô đeo chết liền. Bị nớ nặng rồi nên tụi nó cũng hơi đuối. I await your orders, Commander.
Chưa đây chết đấy. Ô bắn hụt. Điên à, địt nhà chu đây. Kinh à. Kinh à, địt mẹ mày biết không. Không sự anh địt mẹ như nấm không. Lao hai con tay của đây, bắn đôi hai con tay này. Áo. À bây giờ chỉ cho xây một cái thôi. Ủa, cho xây nhiều đúng không? Rồi rồi, cho đen rồi, cho đen rồi. Xây nhiều rồi. Xây nhiều ốc quá. Mà đếm nhiều rồi. Ốc quá. Rồi, xong banh rồi nha. Này hiểu má. Môn tà bích là đỡ bằng niềm tin. Sao? Rồi là bó chặt. We are now authorized to request more powerful units. Incendiaries loaded. One of our panzers has been destroyed. On the way now. Tay này. Được, tôi bắn pháo ở đấy. Không vào đâu. Tôi ở đây. Ok, ngon lành. Bảo vệ đi. Âu dở nha. À, nó bắn phải của Rod. Của thằng Mỹ mạnh quá. Solo bộ binh nó đéo lại. Hay. Tôi vẻ ở giữa nó xoay hai cái kìa. Trở lại con AT này, ông nhặt lại kìa. Cái nào? Trở lại con tanh kìa, ra mà nhặt lại. Cái nào? Đó, nhặt lại luôn. Đó, nhặt lại mẹ lại một sao ngay. Displacing. Half track ready. Run! Keep it up! Get rồi. Ông pháo ở đâu bắn lại. Ô, ông nào có sự cao mà. Biết. Một tàu biết rồi. Một tàu biết sống gì nổi. Đừng giả đi bảo cái con gì. Cái vây hả? Ừ. Con nó trâu. Địt mèo này ngoi lên KV1, ngoi lên cái chết luôn. Ôi, bắn... Chết mèo đi. Ngoi lên. Rồi, Tiger S ra nè. Bắn chết mẹ, Tiger bắn S. Bá đèo. Tiger S.
Waffe lại. Chạy. Nhầm. Yeah. Đang bật cái skill này, nó gì chip được. Nó muốn phải có một rất kinh thì quái rồi. Say no, Lord. You need something? Tao ra chiếm giữa à? Giả đây. Dạ mìn lại chết. Khổ vai. Khổ vai, đi ra cái chua cái đường đó làm gì? Không, đường nào? Đường này. Chui vào làm gì? Lại chết ra con tanh. Khổ đất chịu rồi. Kinh Tiger đã. Kinh à? Kinh Tiger thằng nào có à? Thằng nào có ai biết? À, thằng bò mà nó mua xe có cái mẹ đi. À, bắn nhau ăn thừa đây. Dạ, mấy bố chiếm có mỗi cái điểm giữa rồi chiếm đeo được. À. Ơ đi, đi một phát là chết. Đến mày IS 2. À nó bắn. Nó đớp xuống xong rồi nó bắn, nó móc xuyên giáp chết. Mẹ nè.
Cố lên, bắn này đi. Hay. Ồ, một phát chết luôn ghê hả? À, cái thằng GOV phải lồn. Cái đám này nó chống lại đó, mà nó có thể chống lại được sức mạnh của đội đế quốc Đức được. Hạ đặng vào nó đi cậu vẽ. À, định flank đấy, bất thành. Pháo chết, chết mình cục đây. Lớp flank nè, trận lớp flank nè. Rồi hết sao à? Bằng gì? Đang from bay mà. À thấy rồi, thấy rồi. Còn nó. Rồi này. Đã sửa ra. Ăn mua xì mà, cho mấy tôi đó. Đồ đấy, đồ tuyệt tuyệt đấy. Đâu? Đang ném á. Phiêu phiếc đấy. Quả bazooka kìa, ai lấy à? Để một đống tành. Tiến về Sài Gòn. Chặn rồi, đánh đéo gì nữa. Đến cùng luôn rồi, thấy không? Tinh thần đã lồi. Thầy cứ for the fatherland mà đổ để tới thôi. Có Ska không? Đang lên. Đang không? Cao đâu? Chỉ dây. Ở góc đây. Nó nhiều tăng quá rồi. 56 còn tăng beta 3.4 rồi, còn nó đỡ hay đéo rồi. Được. Đủ cái độ này mà đi phải bắn vét lên nhanh quá ai. Đéo cái vét 5 rồi. Làm đốm lửa nha. Không nên lửa. Tăng nước độ má kẹt lên. Đỡ kêu lo gì. Chạy. Tôi chỉ cần mốc. Out of here!
là đi cả lắm T-34 phết. Tôi biết nữa nè. Coi tôi đâu? À, tao lên tầng rồi. 7 phòng 76 mà có 3 phòng. Kẹt lên thế này thì đỡ bằng niềm tin rồi. Càng mọi bắn chặn rồi. Ừ, mẹ nó. Má, bây giờ 4 mới lại stop kèn lên rồi. Để mẹ con ấy kinh văn kinh nhạc con rắc. À? Kinh tâm. À, con rắc tay rồi. Con rắc tay rồi, ông kinh. Bắn cùng vẫn chết mà em. Ủa, cái con đó con rắc hả? À, tưởng nãy giờ con kinh Tiger chứ. Ờ mà team nó cũng hay, team nó không đầu ép mình cũng ghê vãi ra chứ. Nó xài Wild Force Rush á. Thì là ai bắt đầu thì mà lính khỏe vãi à. Nó bắn Wild Force Rush mà đỡ đéo nổi luôn. Địt con mẹ chưa kể con lồn tanh kia thì nào. Họ bắn bùm mất trong đội ngà chết. Ừ đúng rồi, cái con lồn tanh KV á. KV á, bắt sau nó giảm, nó giảm đau lại. Giảm cái gì thì mẹ thôi ngay cái trò ấy đi. Bùm với địt mẹ phản ứng tới lồn nó kịp. À, là vậy nè, cái con đó khi mà nó lên vết vết 4 hay vết 5 á, nó sẽ đổi con đó thành con AS2, hiểu không? Cái đốc đó, cái đốc đó là đốc Soviet tăng, thì nó có hai con AS, con AS đầu là con AS xây ra, với con AS thứ hai á là cái con đó là lấy con KV đó đó tăng lên là con địt mẹ con gì của bên anh ấy, con xe tàu ấy. Đục địt mẹ nguyên đội ông là chết. Địt con mẹ ông đổi ngay cái trò ấy đi. Phản ứng thế lộn nó kịp. Vậy nó mới hấp dẫn mà, đổ mà, chết mày quá. Phản ứng kịp luôn. Thấy đánh nãy giờ, có nào phản ứng kịp đéo đâu. Chết như rạ mày. Mẹ ơi, thiên tài, đéo địt mẹ ơi. Không thấy không? Tiếp mạnh, map khác. Ok, địt mà cứ chửi ngay. Hơi đuối, mà hình đánh cũng mình. Ừ. Tại đi ở bên tao nó đéo lên được, địt mẹ bên tao cứ lên tay là chết đi. Rồi. Cười đi. Nó nướng tăng bên kia nhiều quá. Cứ phi hai ba con này là chết đi. Đéo thì lên được giữa, tao cắm một con AT bạ ba thì cái đường giữa thì chịu luôn. Đâu không? Nói chung thằng, là cái thằng từ cái nửa bán đồ đó. Giữa sang phải là địt và tay nó đéo thì lên được. Từ giờ bắt đầu qua phải. Cái thằng đó tụi nó không chơi pháo. Cái thứ hai á là cái motor bít á. Cái tờ motor bít á, cái motor đó tụi nó mà xe ở giữa tụi nó bắn vô cái đống phòng thủ đó mà đống phòng thủ chết chứ ai chết. Muốn băng nó có thêm gì không? À không, đen nó lên con Pz.Gren Radio đó, cái đốc mà có Z Tiger. À nó là Pz.Gren, nó là đội Pz.Gren hay nó ổn mạnh. À có nó mạnh nhưng mà lính yếu lắm, nó anti infantry yếu lắm. Tăng thì mạnh, chúng ta mạnh dữ lắm. Đốc của mình có trò hack tiền thì mẹ mày nhiều ai hồn. Ờ đúng rồi. Hack tiền. Bật lên cái đi bảo X2 gì sọt. Cái nào thì mẹ mình có tay với các kiểu đi mà mình tay không mình cho hết lính về thì bật X2 gì sọt lên. Được. Cơ bản là đi mẹ lính của Axis này lúc đầu nó phải bui nhiều nhà quá. Bớt nhà đi, bớt nhà bui đi. Bớt những cái nhà cần bui để ra lính với tanh. Nhà lại nó là cần nâng cấp cái địt mẹ nó gọi ào ào ào. Đây địt mẹ phải xây rồi các kiểu mất thời gian. Có một cái đốc đó chứ nhiều. Tại vì cái đốc đó nó mạnh quá mà không bắt nó xây á, nó ban resort vào mấy cái game. Quá, cái đốc mà mình chơi á. Cái đốc của tôi mà đi vào lên được sớm thì mẹ đúng rồi.
Vậy tiền Hả, tao đi vào rồi. Anthony ấy. Tôi thử chơi đốc Jack Tiger nào. Thì bắn nhanh phết đấy chứ, còn Jack Tiger thằng kia nó nhìn bắn nhanh phết đấy chứ. Bắn chậm như con mấy con. Nó làm vũ lịch sử mà, nó không có cái tháp súng, nhưng mà cái thiết kế của nó giúp cho cái thằng nạp đạn nạp nhanh lắm. Cô đổi mao à? Thằng nào là hot đây? Mạnh đang cái lợn thôi, mẹ nó chết thôi. Lét đu trịch có vờ tàu đánh hả? Lúc đầu thì mà mấy đội lính dù cái đốc đấy tôi thấy bắn cũng đéo ngang được, đi mẹ với lính ngoài này. Nếu mà nó chơi qua phô thì cẳng thiệt, nhưng mà thì bắn được chứ, cái con đó tinh nhuệ được cái. Tôi thấy đi mà đam của phốt pho bớt rồi đấy. Bớt nhiều rồi. Bớt rồi đấy, thì vậy nó dần dần rồi đấy. Thì địt cơ vẹ cái đợt trước, địt vẹ rơi cái chết luôn, địt mẹ áo. Tức là địt đeo đổi cái trò địt vẹ bùm cái chết trong nhà đi. Mày phản ứng thế lâu nó kịp. Pháp với con quỷ đó, con quỷ đó mấy đâu được. Đấy là địt vẹ nghe cái tiếng nó quay rồi. Tiếng động cơ nó quay rồi, quay bùm địt cơ cái lần như vậy, địt cơ mẹ quay là nguyên đội chết. Để địt mẹ con xe tao địt mình cũng quay sang màn hình địt vào thể thì kim di màn hình ra đẹp, địt ra nguyên đội ông nhà chết, địt còn mẹ game.
Thề đi mẹ, tôi là một người gì đi mẹ rất là nhẫn nhịn khi chơi game đấy, tôi vẫn muốn chửi. Tưởng tượng ngoài đời đi, mẹ bị bắn súng kiểu đó vô nhà thì đổ nguyên một đội chết là đúng rồi. Đâu, bọn nó nằm xuống chứ. Bọn nó nằm xuống nhưng nằm mà nó xuống bắn này xuyên vô rồi nhà luôn. có bàn thờ này, bao cát các kiểu chứ. Bàn ghế các kiểu đéo chưa đi cho là cái đèn nó đạn bắn nổ thôi. đi cho là đạn nổ đi thì nó cũng kiểu cháy ra rồi đi mẹ bắn. Nó đéo chuyện chết nhanh được thật thề. Bị con mẹ ơi, thà chết mẹ ông nguyên bọn tầng 2, ok đi, ok chết thẳng tầm 2 thằng thôi gì mà chấp nhận đây đi, giờ chết nguyên đội 6 thằng đi thánh đúng không? Đúng rồi, là động đi thánh rồi. Lúc gì giờ lúc hay là à nó gọi bây giờ kìa. Tôi chỉ giác này. Anh bây giờ dây gờ á, giác là bây giờ dây gờ. Ui, nó cấp cơ gì đây? À, đi phải ai phết đi, có ông ngóng các kiểu. À đó. Không phờ đi. Chỉ chờ bây giờ, mình quay tỏa ra lại. Ai đâu? Kinh lính của bọn này là lính kiểu gì đây thì ui, nhìn như sniper thì chỉ qua là kiểu đi mà lính tập sự ra trường à. Nó mặc đồ vậy, lính dây gờ, lính là nhẹ, tụi nó mặc cà nhẹ càng tốt á, tụi nó không đồ màu sắc đâu mà tại vì trong đây nó skin á, cái skin của nó giới hạn quá, nó không cho mình add skin vô nên xài đỡ cái skin đó. Đúng là nó mặc đồ siêu nhẹ luôn, nó mặc đồ nó không có tí gì hết, nó có đạn thôi, nó đem đạn với súng đi thôi. Okay. Cái bọn đó lính tinh nhuệ á, mà nó có 5 thằng thôi. Để lấy giữa đây, lấy cover bắn rồi vậy. Đốc này tôi tập ra đây là địt mẹ cố mà gánh đi. Chưa chơi đống này bao giờ đâu đấy. Đi. Đọc kỹ. Vừa chơi vừa đọc đây. Này, cái update hay sao? Update là thôi unlock lên. Ui, bẹo chuyên AT luôn này. Chuyên AT luôn. Nó có free bây giờ foul luôn á. Nó free bây giờ foul luôn á. Khi có cái foul là đã nâng cấp, đúng nâng cấp lên. Hai luôn. Hai điểm mà có free được foul luôn. Iron Wii nó một điểm rồi, nó free luôn. Nó mạnh dưới cho lát rồi. Mới ra rồi. Mới ra là thấy đẩy ship lên đánh lộ rồi. Đi nhà mày một cửa sổ tao sợ. Đánh luận. Ôi, bịt mẹ rồi, mình mà biết ném đây à? Bịt mẹ rồi, em say sao? Bịt mẹ mày lính bố mày lính xịn đi nha. Nhờ nè, mày. Bắn xa xịn thôi nha, bắn gần không chịu đâu á. Bịt nào mày cần hết. Tôi thấy vậy Valor. Nó mạnh Valor. JG, JG là lính lính bay cho JG trong Vanilla đấy. Mới tình nhuệ mà. Nó thấy mạnh đấy chị rồi. Chịt con mẹ lồn cứ bắn, đai xây cứ bắn. Chịt cái ốm xây này đây. Ui mẹ cái thằng màu vàng sao nó im luôn rồi ta. Ui đụng mát cái hàng màu vàng sao đâu. Ai rồi địt mẹ ông nói tâm lý đó. Địt mẹ what the fuck. Thật ra địt mẹ anh em bắn cẳng nè.
hai cái đường của nó mà nó đẩy lên là đậu má, là đang đang nguyên phần bên đây luôn, đang nguyên phần bên trái luôn. Heavy machine gun team ready for battle. Ra giữa giữa xíu chạy lên, đưa con MG lên, cắm xuống cái là xong. À, đi nha. Chỗ tôi ok rồi đấy. Đẩy được về rồi đấy. Ở giữa giữa thôi, đừng có lên. Lên nó xây trộn vào cái thứ mà. Thì thằng bên tôi cũng đi mẹ. Mới biết chơi thôi chứ. Chơi. Không biết chơi lắm. Để dây gờ, để dây gờ lại, để đưa lên trẻ đó chưa. Đưa dây gờ vô vị trí đi. Là cáp đã tự nhiên qua. Ấy là tôi cáp chưa, lên công đạp pin chết. Xây đấy quả mìn này đi mày em ơi. Xanh nó gì đi. Giờ để có địt nhà máy bay. Mới vô có máy bay ta. Không hiểu. Đó, địt mẹ đẩy về ngay. Đem địt mẹ mày win ngay từ đầu. Nếu còn thằng vàng luôn, mẹ. Đó, thằng vàng bây giờ nó mới xuất hiện được. Địt mẹ lính tôi mạnh lắm. Tình nguyện đấy đâu, ông bảo yếu tôi thấy hơi nhầm đấy. Ừ, lát đi, lát đi biết. Nó bị giới hạn có 3 đội phải không? Đâu, mua thoải mái luôn đấy. Chịu giới hạn đó. Supply half-track is in action. Standing by for setting of command post. Địt mẹ móc tận nhà phía sau ấy rồi này. Mua địt mẹ lính này rẻ, mua thứ nào. Nó có mua ta nữa. Chạy đi, quá đâu, địt mẹ đã kịp chạy. Vào nào. Chết cả mẹ rồi. Tuy nhiên mà là good and ready. An officer is taking the field for duty. This is what we're trained for. Zammer, all that income. Squad, ready to back. Chạy đi em ơi, đừng chết, em ơi, đừng chết. Địt cả mẹ mày nhớ mặt tao. Kinh, xe chở đồ luôn này. Sao này, giảm xuống này. Cấp cái này thì được hai cái này. Được. Rồi bắn địt mẹ khẩu gì vậy? Ai lộn địt cơ mẹ, bắn khẩu lục. Ai lộn. Gì? Địt cơ mẹ, cái lính luận này buồn cười. Địt mẹ, đéo thì địt cơ mẹ, nhịn được luôn. Chết kìa, chết kìa. Walking around. When do we get to the shooting?
bắt cái xe à, ngu đéo kịp rồi. Unlock Evil Anti-Tank mình ngay. Ôi nhảy dù này điên mẹ này. Bốn trăm tiền à, đi mày mạnh. Một ta tao bán. Command Haftrat has been converted into the headquarters building. Mấy cái đường này. Dừng. Quân mình chỉ thắng à? Không thua à? Nếu AT sớm nhỉ? À đây này. Ồ cái đông này có AT sớm này. Hay. Anh tính là này mình đang động quá, mình đã ép thằng bó đó. Lần kia cáp trộm rồi. Đi cơ eo còn đéo các lồn xe tàu à. Ô cặc. Đi phá game. Zaman, game focus, man. Ở đây lo được không ba? Dạ. Lo được không hay là tôi tự ngủ phải kia mà, không phải tôi đâu. Không phải à? Mẹ là đường kia là xong. Bên đây mà. Cái đường kia là xong phim rồi. Tao đúng mẹ. Phẹt cái đi cho mẹ à, phản ứng quá lâu luôn. Địt mẹ ơi, tầm bắn còn ngắn hơn cái em gì, địt mẹ cũng thua. AT tầm bắn ngắn hơn em gì. Có AT đó, Cambo Flag mà bắn mới được, còn không là bắn yếu lắm.
À, đi theo chuyên gia đặt mìn với phố vào hay cả mai cả ban ta pho chết con xe tàu ôi mày chưa chết đụng má What? Ôi mẹ tao nó xây cả phòng một bay ở đây luôn mày ơi. Thôi tụi bà nó đi chờ đi. Nè. Nói chung là cũng đã bị cắt off nhưng mà tôi nghĩ là nên cap. Hỏi tôi. Oh, kẻ cũng đeo được mẹ. Thế lọ ổn đúng không? Receiving new orders. Squad, ready to move. Oh, giờ đâu được, gần đâu được. Thử mà đi nhận nóng thế. Điên à. Địt vẹo bố bắn qua đây, đeo bắt được bố. Ê. Cay không con? Cay vậy đâu. Đéo biết cắt. Thì hai là enemy line nè. Mất nhé con. À, đi mẹ hai em gì đây. Ờ, động mang cấp all là phải bài nè. Theo. Được, một like. Dù cấp all là phải bài chứ. Mẹ, sao mà vớ vẩn được. Cho cái độ nó núp luôn, cho cái độ nó camouflage núp ở góc nào đó. Xong rồi động má, nó qua nó cắt lại, mình ra mình quấy tiếp. Move out.
Ha, thấy rồi nha. Go, let's move. Dịp nhà xin tặng bạn câu đi tự ăn cặc nhé. Lại cắt ở dưới thì tựa thằng hâm ấy. Rồi dưới giải quyết thằng này. What with Uniquare Paris? Rồi đi mẹ, nghĩa là phải lên tay luôn. Đấy, đi ngay à. Kia là địch đã. Nó đang xây lục tao tung bên dưới. Kéo tao xuống dập chết mẹ đi không? Kia đã bắt đầu xây lung tung bên dưới à. Kéo tăng xuống gì. Ờ mình mẹ đục chỗ này, đục chết mẹ chỗ này rồi, coi như thắng mẹ rồi. Địt. Use cover. This is not a combat patrol. Gruppe red, point secured here. Move out. That means you too. Cô thương nó rồi nhá. Motion Jäger on combat ready. It wasn't this country. Cover and move. Upgrade complete. Achtung, red, move quickly. Con nè. Phim hay nè. Wait. Phim hay. Đã xem ra. Phim hay, đứt mẹ mày. Có chết đéo đâu. Nó chào quá. Thôi đéo được rồi, thôi vậy. Phim đéo hết hay rồi. Má xùi có độ kế đã lên rồi chứ. Oh,
Don't move. Shoot away. Nó xây được mấy cái ấy cho. À đây, đi nha. Xây mấy cái này là đi nè. Nó thấy ta. Quá. Wow. Sao thấy ta? Phải tiêu tạc nha. Đây, có đây. Các bạn được. Địt mẹ đeo con máy bay à? Hay lộn thật, địt mẹ bay qua đầu như chơi. Đây mới cam không ai chưa? Bố mày, thua mày. Trời như lột vậy. Úi giời. Shut it! We are receiving it on a unit operational! Achtung! Prepare for concentrate fire on the armor!
the building. Security on all windows. Through the door. Find the window. Unit structure is up. Jäger, let's get moving. Thầy mẹ cái thì ai ấy, đỡ phải đi. Đấy, đi mẹ lúc thì đụng cái bán. Nó rớt chết mẹ con này luôn mới ghê chứ, đéo tin được. Thua. Đấy, anh em thấy chưa? Lộ tay chưa? Đây để kéo ra mít, à để kéo ra mít. Chẳng biết ở internet mà đéo nói. We lost a gun crew. Ready to execute. Understood. Đéo còn đéo xuyên. Địt mẹ hỏi tanh à. Hết. Crew stand ready. Move out. Bắn nó. Dài ghê thế. Ready for action. Ready to carry out instructions. Anh đang cái thuốc chậm cho sớm. Ok baby. Off tụi nó đi. Prepare
Hay lộn 2.000 tiền. Ở đi con mẹ. Nó thật. Bom rội chết đi. Có nào địt mà đổi fuel thành tiền không? Ready for action. Thôi bạn đơ ra rồi, mẹ tặng tụi nó là cỏ rác. À, tụi nó lắm mô tài à, tụi nó lắm MG Mid quá nhỉ. Ừ. 2.000 tiền để ra nào, đi, bố lên. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, 6x. Hổ cái. Cái bom vô rồi, không phim. Dạ cứu bên gì Rian coi mày. Sập cho con bịt mẹ. Ủa trời này là bất tử. Xong kìa, con đi xong bên kìa, đừng mày heo mày. Một hit. Con quỷ kia chưa giết cái gì hết, chết rồi. Mẹ. Con gì con nghỉ quay chưa giết, bất cứ con gì hết là chết rồi. Đang ngọt cũng tối rồi. Con Z Tiger. Điên à, tao vét 2 rồi, giết được 6 thằng rồi.
6 thằng 1 xe rồi. Không, thấy đủ má sức mạnh của Bender giờ mày bắn là đéo xin phục được. Vẫn đủ lần 2. Chán mẹ luôn. Đỡ mấy bạn đờ à? Lên dưới cái ụ này cái coi. Cái ụ nãy giờ nó pin mình bực mình quá. Đâu ổn. Địt mẹ mà định giết tay của anh à. Nó dàn quân đây chi vậy, đéo biết nữa. Vì đít Grenadier. Vì đít Grenadier là cái gì? À, đít nào gọi một đội này mà mình đéo biết một tiền. Bảy kìa, vô bảy kìa. Phao. Rồi chết rồi. Phao mạnh nhờ. Xin quả thứ mà. Kế hoạch giải nguy cuối cùng của Hitler. Use cover. This is not a combat patrol. Ơ địt mẹ bắn hụt. Địt mẹ, đội cối lại mò lên. Bố này thừa biết rồi. Đẻ không? Đẻ không? Đẻ quăng cái nha. Chết được cả đội. Ai vậy? Ốc gì đây? Đi con mẹ. Nhảy dù ra thẳng chỗ mình luôn ta. Chỗ lầy vãi. Thừa tiền. Đó đủ má, không câu đâu hết rồi, đéo ơi. Đó. Bắn đây, chết ngay. Mà nó ta bắn cho mình pin theo cái đám rồi, bây giờ bắn. Đó, nè, thả bom sao mà bắn thấy không? Thôi mà nó thả một mình, cái mẹ đi.
phải rồi. Hả ghê nha. Bao nhiêu vậy? Hai thằng gõ luôn mà. Xét cái này là thằng bắn sân khấu, xét cái này bắn sân khấu. Thì mày nó thả nó chưa rồi. Đó, được chưa. Gọi là không chiến luôn. Thả nhiều vậy. Có ngay đội gì nào về trên lưng thì phải. À, có xe cứu thương này thì đéo biết. Mua thêm lịp mẹo này không có. Oh what the fuck, cái gì bắn vậy? Vậy là nó uy lực nha. Smoke, chạy. Đi, có mẹ bố mày quay gà đéo đâu. Smoke chạy ngay. Ba cái là lên được này. Send orders. Run! Run, damn it! Ready. Combat ready. Men, follow me. They're heading out. Unit operational. Defensive fire only. Move out. Forward elements report.
gì rồi. Air support anh đến, bình tĩnh. Bây giờ đéo kêu bạn, bạn lúc Luftwaffe mà bạn có air support mà. Get moving! Shift us out! Shift us out! Gun squad knocked out! Get out! Get moving! Get the bus! Hurry! Do not let it flank us! Hold fire! Return fire! Time for action. Ready! Get to work! Hurry! Let's go! Move! Verschieben! Pins down! They got us pinned! Let's fall back! Enemy armor! Take cover! Panther, ready to move. Thằng kia bây giờ mới lên đấy. Giờ ở đây mà nãy giờ đánh nhau chưa xong. Dịch vẻ là máy bay qua bắn mãi đâu hết nè. À, mấy thằng làm ăn lơ là. Ai rồi thì giờ bay né kịp. Dậy. Được máy bay luôn. Hiểu quá. Medium pants are lost. Va
Bargain ready. Continue defensive fire only. They are just getting a chance to reorganize. Gruppe, prepare for orders. Thôi nhảy đằng sau lại tiếp. Mẹ đéo chờ nữa. Thường con mé vô đây làm gì kìa. Giết hết đi cậu ạ. Achtung! Strike force is inbound. Target identified. Trap zone marked. Ready to execute. Run! Run, damn it! Halt! Enemy neutralized! Repel counter! Headquarters under attack! Under attack, man. Thì bắn máy bay đi. Cắt rồi. Ở bay vô nhà đéo được mới đâu chứ. Ừ? Đó là con tay ở nhà mình nè. Hài vãi. Thế giờ? Chết rồi. Chết rồi. Tôi cho tay sang đó nha. Đồ chơi sang thì vui. À, nãy giờ có con bộ tài không biết à, con này có bộ tài. Mãi đeo 4 sao vậy? Đeo xong lâu quá. Ý là mãi lính tuần con tay của mình đeo 4 sao. Tôi để trận này lâu quá, mẹ xong sớm, ngủ nữa. Ờ, tôi đây. Hello, bác xuyên nhà. Airsoft này, chụp mé. Chết kìa.
You get that. Contact! Enemy fire! Sweet. Chúng ta không xuyên được mà. Yeah, đồ hàng rồi. Mấy bố đồ hàng giúp con cái mấy bố má đâu quá. Hai lột địch đã dân chúng. Hai lột địch. Chạy vậy. Bao nhiêu bọn Nhật? Đeo khác gì bọn Nhật hết. Con à? Đi. Mẹ, sao quyết tâm nó gọi nhỉ? Hello, đi khách cái gì đi. Gọi được. Con nó tại mò mà thấy không? Con nó toàn ra mò không được biết rồi. Chàn tay lên thằng này nó không có chèn như đợt trước hả? Đợt trước toàn tăng rẻ mà hai thằng đều chơi đốc tăng rẻ hết. À, cái đốc của ông cái con stock có biết không? Con stock với con Z-Banger nó rẻ lắm á. Biết cái đó không? Rẻ mà. À, đó đây cứ, một đống à. Cứ spam nó ra rồi đẩy lên thôi. Đặt tay ăn tìm máy bay lên. Cái gì có bên đây kìa, coi như chết á. Rẻ như béo mà, không lấy cũng được. Tiger mà, chơi luôn. Từ từ, một cái điều á. Hello, bắn quả G ở đâu chung? Con mong của Tiger mà nói gì, chơi luôn. Đó, thấy không? Bịt mèo, rắc kêu bắn được chung nó chết. Thò bãi lồn. Nó đéo xuyên. Xin à, nó chết à. Đó, thôi, mình chết nguyên đội kia luôn, để tính được. Máy bay rồi chết. Kamikaze. Ôi mà máy bay rơi bê bãi. Tại vì mình bắn ấy. Tại vì tôi để AT, A sao nó nhiều quá. Em cứ theo tăng tôi mà lên thôi.
ế mà lên vô tới nhà luôn.